thể gửi một lời chào tới tất cả khán giả đang có mặt tại đây và cảm xúc của cô khi theo dõi xong khoảnh khắc vừa rồi trên sân khấu của V-Live. Xin chào tất cả các cháu. Cô là cô Thu, là cô ruột của Trung Quân. Hôm nay đến đây thì cũng làm cái sự tình cờ. Cô sáng nay cô rất là bận, nhưng mà sau thì biết là có cái sự kiện này của Quân, mà đây là lần đầu tiên, cái first fan meeting. Thành ra là cô với cả bố mẹ Quân đến đây để tham dự cùng tất cả mọi người để hình dung ra xem cháu mình bây giờ sao nó sáng mức độ như thế nào. Thế còn về câu hỏi của bạn Thành Phong thì cô chia sẻ một chút như này. Lần đầu tiên khi mà cô xem cái clip thì đến cái cảnh là có cái này mình nói là nhạy cảm một chút đúng không? Thì thực sự là cô cảm thấy hơi lạnh người một chút. Lạnh người thật. Thế sau đấy thì lúc đầu cô chưa biết nội dung cái bài hát như nào. Nhưng về sau thì sau khi cô nghe cô hiểu nội dung bài hát thì cô mới thấy rằng là các bạn ấy đã có rất nhiều những cái hy sinh để mà thể hiện được cái cảm xúc đúng cái nội dung của cái bài hát đó. Đây là một câu chuyện mà thì các bạn diễn tả được đúng cái nội dung của cái câu chuyện đó. Tuy nhiên thì cô có hơi tuy nhiên thì cô có vẫn còn hơi chê một chút, tức là các bạn diễn nhưng mà chưa được sâu lắm, chưa được đúng. Trời ơi, chưa được đúng như là diễn viên đóng phim. Quay lại đi cô ơi. Ôi, cô còn muốn sâu thế nào nữa. Nhưng thực sự rất tuyệt vời, không phải nói rằng là Nguyễn Trang Trung Quân, bạn có một người cô tuyệt vời. Cô Thu một tràng pháo tay cho gia đình Quân đúng không ạ? Yeah. Diễn lại hả? Cái này là không có trong kịch bản nha. Mọi người đã yêu cầu diễn lại nhưng có lẽ là Phong xin phép. Trong canh 3 và trong rất nhiều những dự án tiếp theo, mọi người sẽ còn được chứng kiến nhiều cảnh còn hơn thế gấp 10 lần đúng không ạ? Tuy nhiên vừa nãy thì có một chi tiết mà cô Thu nói mà Phong rất thích. Đấy là cô nói rằng là cả Trung Quân cũng như Dennis đều đã hy sinh rất nhiều về nghệ thuật. Đúng là như vậy. Những người làm nghệ thuật thì thường họ phải có một cái tôi, có một sự bản lĩnh và đặc biệt là phải hy sinh rất nhiều. Và có thêm một điểm nữa là họ không bao giờ đi một mình, họ luôn phải có nhau. Ở đây thì Phong thấy là có Hoàng Thượng này, có Bạch Liên này, nhưng mà hình như vẫn hơi thiếu ai đó nhỉ. Các bạn ơi, mình đang thiếu ai thế ạ? Không biết là có phải do đeo tai nghe không mà nghe vẫn chưa rõ mình đang thiếu ai thế ạ? Vậy thì ngay bây giờ Hoàng hậu thân mến, tôi có thể mời họ lên đây được không ạ? Xin mời Hoàng hậu có một câu hỏi của chúng ta. Wow. Bạch Liên phải đưa tiễn Hoàng hậu lên, hô Hoàng hậu dỗ. Một tràng vỗ tay dành cho Hoàng hậu của chúng ta, Quỳnh Hương ạ. Không biết là ở nhà mình có hay làm thế này không ạ? À, Quỳnh Lương thân mến, không biết rằng là từ nãy đến giờ khi mà theo dõi những hai người bạn của mình có những phút giây thực sự rất là vui vẻ và cảm động trên này thì cảm xúc Quỳnh Lương thế nào? Thực sự là em đang rất là ghen tị bởi vì em chỉ ra chậm một phút thôi, anh đang lướt qua, anh không chọn em chơi game. Em biết chơi game mà, em cũng biết chơi game mà. Em nhìn là em đi, em mặc cái gì đây? Em mặc cái áo này thì anh nghĩ em là Lighter Star rồi, ai nghĩ là Hoàng hậu đi ủng hộ và Hoàng thượng Bạch Liên đến với nhau đâu. Quỳnh Lương có phải là Lighter Star không nhở? Có. Nhưng mà Quỳnh Lương cứ yên tâm đi, chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ có thêm một trò chơi nữa. Và hy vọng rằng Quỳnh Lương cũng sẽ đánh bại được cả Hoàng thượng lẫn Bạch Liên để giành chiến thắng được không ạ? Ok, chắc chắn là phải đánh bại hai người okay. Nữa. Bây giờ thì sẽ cùng đến với một vài chia sẻ. Không biết rằng là cái cơ duyên nào đã đưa Quỳnh Lương đến gặp hai người đàn ông tuyệt vời này vậy ạ? Hãy bắt đầu bài văn cảm nghĩ. Cảm nghĩ đấy. Đây là nguồn gốc, đây là bài về lịch sử. Ok,
cảm nghĩ về lịch sử là cái cơ duyên mà Quỳnh được làm việc cùng hai người anh ở đây thì là từ một nước mắt. Và lúc đó thì là có một người chị make up mà hay make up cho anh Quân thì có giới thiệu cho anh Quân một list những người, tức là những các bạn có thể diễn được MV mới. Thì anh Quân bảo là anh cần tìm anh cần tìm một gương mặt mới biết diễn, và giống như kiểu là một cái người mà vẽ ra nó hơi khó để mà tìm được á. Thế xong rồi chị cũng đưa một list danh sách đó, chị cho chị make up nha, nhấn mạnh là chị make up giới thiệu nha. Ok, nghĩa là không phải là từ Highland. Chắc là Quỳnh Lương vừa đến hơi muộn một chút nên lỡ mất đoạn đó. Tuy nhiên thì sau Màu Nước Mắt và Tự Tâm thì Quỳnh Lương có thể chia sẻ là những dự án tiếp theo của cả Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng thì không biết là Quỳnh Lương có còn tham gia nữa không? Chắc chắn chứ. Cái này tiết lộ một chút thôi, gợi ý thôi. Thực ra Quỳnh Lương mà không tham gia Dennis vẫn phải xách cổ đi tham gia cho bằng được. Cái này dám không? Dám không tham gia không? Sản phẩm sau. Chắc mà mọi người nào nói một câu nào. Cái này chắc mọi người xem mọi người biết thôi, không thích nói. Ok. Về chị. Save the best for last, phải giữ bí mật đến cuối cùng phải không ạ? Và giống như hai vị khách mời đầu tiên của chúng tôi thì là Dennis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân đều đã phải thực hiện một thử thách của chương trình. Và với Quỳnh Lương thì cũng không phải là một ngoại lệ. Đầu tiên thì Dennis Đặng đã phải nhảy những ca khúc Hàn Quốc. Nhưng với Quỳnh Lương thì Phong nghĩ rằng là nên làm gì để khó hơn một chút đi. Và phải liên quan gì đó đến cái sở trường Quỳnh Lương. Em là bắt đầu tắt mồ hôi. Là một người mẫu ảnh. Bây giờ thử thách của Quỳnh Lương rất đơn giản thôi nhưng cũng rất khó. Bạn sẽ phải pose dáng liên tục trong vòng 45 giây. Nhưng với đạo cụ của chương trình là một món ăn mà bạn rất thích. Cho em xin đạo cụ được không ạ? Mang ra đây là Quỳnh Lương biết liền này. Ở đây ví dụ mà ăn mặc gọi là một cái đồ gì đấy fashion làm thì nó là một đề bài đơn giản. Nhưng mà bây giờ là mặc áo Lighter Star cơ. Posing fashion cơ. Thôi anh biết kết quả như nào rồi, thôi cố lên em. Mà lại anh phải tạo dáng với đạo cụ của chương trình. Em chỉ nha bảo mày bảo là Quỳnh đến đi anh lên tâm sự thứ thôi. Xong bây giờ bỗng nhiên phải chơi game được thử thách. Em giống như kiểu em đang bị gài đây đấy. Và bây giờ xin mời Nguyễn Trần Trung Quân sẽ mang đạo cụ của chương trình dành tặng cho Quỳnh Lương. Oh my god. Đây chính là một quả bí đao. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Lương sẽ phải tạo dáng trong vòng 45 giây với món ăn mà cô ấy rất thích. Liên tục những dáng khác nhau. Hãy thể hiện đẳng cấp của mình. 45 giây Quỳnh Lương sẽ bắt đầu với nhà đúng không ạ? Cho em xin với nhà được không ạ? Bắt đầu. 45 giây. Liên tục ạ. Khán giả phía dưới mình cổ vũ nhiệt tình hơn có được không mọi người ơi? Hiếm khi nào hoàng hậu của chúng ta là đích thân đi chợ. Đó thì chúng ta hãy cố gắng tận hưởng và cổ vũ đi nha. Tôi muốn thấy nhiều dáng táo bạo hơn ạ. Vẫn quá đơn giản, táo bạo hơn nữa nào, đúng rồi. Táo bạo hơn nữa, sắc sảo hơn nào. Vẫn chưa hết 45 giây. Còn là 40 giây nữa. Thế mình nốt một dáng cuối cùng nào. Một dáng kích động nào, kích động nào. Giữ nguyên dáng đấy. Xin mời Hoàng Thượng và Bạch Liên ạ. Đừng quay trở lại được không ạ? Mình bông dáng cùng. Và xin mời đội chụp ảnh để chụp cái bức hình này ạ. Xin cảm ơn Bình Lương rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Bạch Liên, xin cảm ơn Hoàng Thượng. Thực sự là rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì